quý khách hàng đang theo dõi hôm nay là ngày 27 tháng 3, mình đang review một dòng máy NBC 500 rất là xịn hàng đến từ thương hiệu Sanyo với bộ cấp dây rời motor là 4 con lăn và cáp điều khiển là dài 8 mét miên man, súng là súng nọt xịn hào, súng nọt của Mỹ USA. Và mọi người đang coi, mình đã cho coi chiêm ngưỡng cái ruột của nó, và đó, đây là sự tuyệt vời của cái ruột máy 500 ampe xịn hào này đó. Bên mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, nhấn vô thẻ chuông để mà theo dõi những cái video là mình post hàng ngày, cũng như là trong phần bên trong của cái máy này thì là quý khách hàng sẽ thấy mình review chi tiết cặn kẽ lắm, cách lắp đặt, cách hàng rồi đủ thứ hết đó. Quý khách hàng đừng có tua video nha. Nếu ai quan tâm tới dòng máy công nghiệp á thì nhớ theo dõi tiếp xuyên suốt cho nó hết cái video này, hiểu rồi ha. Rồi mọi người qua coi mặt bên này nữa đi là xong rồi. Đây, đây rất là xịn hào một con máy, xài IGBT khói. Các bạn thấy không, IGBT khói, biến thế mập như một con heo nằm đây. Đó các bạn thấy không, đây là cấu tạo của con máy 500 đó. Cho nên mọi người theo dõi bên trong video nha đó. Đoạn này là mình nó nói là hôm nay là chi tiết về nó đó. Ở trong video sẽ thấy là cách lắp dây, cách vận hành nó như thế nào. Dạ, mến chào tất cả quý khách hàng thương mến, quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2024, chủ đề chính của chúng ta quay lại ngày hôm nay mình sẽ review một lần nữa. Đây là cái dòng máy bán rất là mạnh trong cái khu công nghiệp, những cái nhà xưởng làm kết cấu thép. Đây là dòng máy NBC 500, hay còn gọi là MIG 500, sử dụng bộ cấp dây rời với cái bộ motor rất là xịn hào, 4 con lăn. Thì đây là cái dòng máy mình bán rất chạy cho những công ty đang phục vụ dưới công trình mà làm sân bay Long Thành, quý bạn. Còn đây là hai bộ ngày hôm nay mình sẽ đóng đơn để gửi ra Phan Thiết cho một công ty cũng phục vụ trong cái ngành nhà xưởng làm kèo tiền chế. Thì trước khi mình vô nội dung chính về dòng máy MIG 500 xịn hào của hãng Sanyo này, thì chúng ta phải lướt sơ qua một cái máy huyền thoại mà hầu như đã được bắt trend rồi. Thì đối với kênh Máy Hàng Quyền là những gì mình làm về máy hàng là không gian dối mập mờ, tư vấn đúng kỹ thuật. Ví dụ đối với máy mít công nghiệp nhẹ làm trong nhà xưởng thì có mắc 250 GMA, thì đây là cái máy mà bắt trend mấy ngày hôm nay, quý khách hàng nhìn nè. Thì khách hàng bữa nay đặt cũng được 4 máy, hôm qua là 8 máy thì hôm nay được 4. Thì em cảm ơn rất nhiều đối đến anh là anh Quang ở Ba Đình, Hà Nội. Anh đã tin tưởng và đã chuyển khoảng 6 triệu đồng cho cái máy 60cm này đó, với cái giá 8 triệu. Tại sao nó quá xịn hào? Lý do là có một cái súng BT-31 dài 4 mét miên man xịn hào như thế này nè các bạn. Rồi và cái cách thao tác rất nhanh đó. Mình hiện giờ mình đang đâu có khí gì đâu, đâu có xài máy nén khí đâu. Còn đây là của anh Tùng, mình đã thử xong rồi, để mình bỏ ở này để hồi mấy đứa em nó đóng đơn, mình đặc biệt là mình sẽ thử cho anh Quang, bởi vì lý do anh Quang yêu cầu là phải test cho kỹ lưỡng và đưa lên YouTube thì mình đã đưa lên. Thì mình đã gắn xong cái phần súng dài 4 mét miên man xịn hào rồi. Còn đây là cái phần mà 3 mét kẹp mát bằng đồng 100% cũng gắn vô phần lát ma. Và bên này là 3 mét kìm hàng que với một cái chi phí 8 triệu. Thì mọi người thấy đầu tư con máy này có mắc hay không? Nó với cái motor tua nhanh rất là xịn hào nằm bên trong, và cái cách thao tác rất là gọn nhẹ. Mọi người chú ý nè, anh Quang ở Hà Nội thì em sẽ test cho anh lấy cuộn dây là có dùng khí. Tuy nhiên em review con máy này cho tất cả quý hàng khác là để nắm được rằng là mình không có cần đầu tư thêm một cái máy nén khí gì hết, thì mình vẫn có thể làm được tất cả trên mọi nẻo đường. Thì bây giờ em đang chuẩn bị gắn cái đường lọc nước vô. Ở đây là cái chỗ mình kết nối máy nén khí bên trong. Chúng ta nhẹ nhàng tình cảm gắn cái ly này vô, rồi mở công tắc nguồn bằng cái CB này lên. Và thiết kế máy rất là đẹp, và mình sẽ thử mình cắt liền. Mình liều mạng nha, mình sẽ làm rất là nhanh cho quý khách hàng coi coi là nó sẽ tiện lợi như thế nào. Hàng thấy cái sự tuyệt vời của con máy, gọi là đã bắt trend trên xu hướng của nền tảng xã hội rồi, cắt 60cm. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, mình nhấn nhẹ nhàng tình cảm qua chức năng cắt lát ma. Đó, cắt là 60 ampe. Bật xuống đây là xài khí ngoài, bóp cò motor đâu có chạy đâu. Quý khách hàng thấy không? Rồi, bật cái này lên motor chạy liền, rất là êm. Quý khách hàng nghe tiếng rồi, mình vịn tay vô nè. Rồi bây giờ tiến hành cắt, quý khách hàng coi này ha,
làm liền một đường. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô. Đó, đây mình đang cắt miếng sắt này dài 6 ly, dày 6 ly. Cắt rất là miên man. Chút xíu nữa mình dùng cái sắt này mình sẽ qua mình thử mình hàn mít luôn. Tại vì đâu bên hàn mít hiện giờ chưa có cái gì để hàn thử. Nó chủ đề chính phần tiếp theo trong video tối nay là mình sẽ review lại một lần nữa con máy 500A với bộ cấp dây rời của hãng Sanyo rất là trình hào. Và hôm nay mình sẽ test xong con máy 2500 đó, cũng sẽ gửi đi ra Phan Thiết cho một khách hàng thương mến một đường. Quý khách hàng thấy đường cắt nó thẳng đẹp long lanh không? Rồi mình làm một đường nữa biểu diễn cho quý khách hàng coi sự tuyệt vời của nó, nhích một cái rồi vô rất là rực rỡ lòng em quý khách hàng, thấy không? Như vậy một cái máy như vậy đáng để chúng ta đầu tư đúng không quý hàng? 8 triệu đồng đó, với một cái súng BT31 dài 4m miên man và mình cắt cũng đang rất là miên man luôn. Quý hàng thấy cái đường cắt nó thẳng và nó đều, nó đẹp cực kỳ không? Đó, cắt này. Mọi người thấy cái đường cắt nó thẳng băng bắc không? Rớt cái đùng xuống này. Rồi, rất là rực rỡ lòng em, thẳng băng luôn các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái cọng kẹp mát cái mình gắn qua bên dấu cộng nha các bạn. Tại bên trong mình đang gắn cuộn dây không dùng khí đó, đối với súng mít là vậy. Bên này gần như là có một con máy mít rời rồi, cái cọng dây này chính là cây súng mình sẽ gắn vào đây. Rồi bây giờ quý khách hàng nhìn lại một lần nữa trên cái màn hình này nè. Rồi mình sẽ nhấn nhẹ nhàng một cái là nó qua hàng que, mình không thử que nha, nhấn một cái mình thử mít. Rồi mít thì điều khiển thông minh một núm thôi. Đây là nút bù bớt volt thì mình sẽ để ở trạng thái 00. Mình xe một núm này thôi. Đối với miếng sắt 6 ly này thì mình cũng xe nhẹ nhàng 140A thôi. Và mình sẽ tiến hành hàn không dùng khí. Mình test cho anh Quang ở ngoài Ba Đình, Hà Nội ngay bây giờ. Rất là lẹ. Đó. Chủ đề này mình không có đi lạc đâu nha các bạn. Mình xin phép qua phần 2 thì sẽ review về con mít 500 của hãng Sanyo. Rồi chúng ta nhẹ nhàng bon nó cái đi đó. Bon. Rồi em nó dính lại liền. Rất là dễ thương quý khách hàng, thấy không? Rồi mình sẽ tiến hành hàn liền cho tất cả khách hàng coi, bon cái nữa. Đó. Quý khách hàng chú ý là mình để chỉ 140A 19V8 thôi nha. Đó, không cần phải giữ dằn lên đâu. Bởi vì sắt dày thì mình chỉnh ở tầm này là con máy này nó đủ dư sức để nó hàn. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi đường hàn không dùng khí trên con 60cm này nha quý khách hàng nha. Vô. Nó quý thằng thấy sự tuyệt vời của nó đó, mình sẽ hàn một đường nữa cho tất cả quý thằng coi làm gì cho nó xong luôn. Nãy mới cắt ra rồi, giờ mình sẽ bút luôn cái đường này nữa đi cho nó lẹ, rồi mình sẽ chà sỉ ra. Mọi người thấy cắt lát ma rồi, cái gì cũng không cần khí má gì hết, chở cái máy đó đi theo là sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Rồi chúng ta tiếp tục hàn cho nối cái miếng này lại hai quý thằng ha. Vô chọt một cái ăn ngay, rất rực rỡ lòng em, chọt một cái ăn ngay, rất rực rỡ lòng em. Rồi mình hàn một đường nữa, mời tất cả mọi người theo dõi. Vô. Đó, xong. Nó sẵn cái em hướng dẫn cho cái anh Tấn ở dưới An Giang luôn, anh nói cắt lát ma anh chưa nắm đó, thì hôm nay em có làm cái video này thì anh coi giùm em luôn nha anh Tấn nha. Rồi bây giờ mình đã hàn không dùng khí xong rồi nè, cái hàng nhìn coi cái đường hàn của nó nè, thấy nó chịu lực ngon lành không? Với một con máy 8 triệu đồng bạc thì bên trong nó đã chứa một con lát ma, cái hàng nhìn thấy không, sỉ tróc một lớp rất là nhẹ nhàng tình cảm. Đây không có gì nặng nề, mối hàng rất là chắc. Rồi đây cũng vậy, chà nhẹ nhàng đó. Một con máy nó xịn hào kết hợp với cọng dây, nó dây hàng nó xịn hào thì đường hàng nó cũng sẽ xịn hào, chứ không phải là tay nghề gì đâu. Đó, tay nghề mình dở ẹt à, mà nhờ con máy 60cm xịn hào này nó sẽ giúp lại chúng ta rất là nhiều điều tuyệt vời nha quý khách hàng nha. Đó, rồi bây giờ thôi
hai mấy đứa em đóng đơn này đi. Mình quay trở lại phần 2 là nhân vật tiếp theo của chúng ta là con máy mít 500 này đến từ thương hiệu Sanyo, là quý hàng biết là quá xịn hào rồi. Thì đây là cái bộ nguồn 500A. Thì đây là một con máy mít mà sử dụng bộ cấp dây rời, hay còn tiếng Anh nó gọi là wire feeder, tức là đây là cái bộ cấp dây rời. Thì em nó là nó sẽ được kết nối với con máy mẹ đó. Thì ở trên đây là quý khách hàng đang thấy đó ha. Thì máy hàng 500 thì nó buộc lòng nó phải có cái bộ nguồn, và nó sẽ có một cái bộ phận kết nối vô cái bộ nguồn, hay còn gọi mà theo kiểu thân thương á, là nhiều anh khách sẽ gọi là máy mẹ, máy con đó. Thì bây giờ mình sẽ, đây là con bộ máy con. Bộ máy con này thì chúng ta có thể nối dài vô con máy mẹ, có thể dài là 15m, 30m, 20m. Nhưng anh khách này thì ảnh đang mua với cái bộ cấp dây mà điều khiển này nè, gắn vô con máy con nè. Quý khách hàng nhìn kỹ, mình làm review rất kỹ nha. Đây là phần dây của máy con, nó nằm đây. Nó sẽ có độ dài là 8m. Đây, toàn bộ nó sẽ được mình sẽ bọc lại bên trong. Bên trong nó sẽ có 3 bộ phận như sau. Đây là cọng dây điều khiển của chúng ta. Đây, mình sẽ có cọng dây điều khiển nằm đây. Các bạn thấy không? Dây điều khiển xịn hào nằm đây. Thì chúng ta sẽ đi kết nối dây điều khiển trước. Và nguyên tắc hàng mít hay là hàng que hay là hàng tích gì đó, thì chúng ta đều cũng phải có dấu cộng và dấu trừ. Thì cộng để làm gì? Cộng để chúng ta kết nối với con rùa. Đây là bộ phận thứ hai trong cái cọng cáp điều khiển này. Nó cộng cáp dài 8m như ngang này thì nó sẽ bao gồm như vậy đó. Bộ phận đầu tiên mình vừa gắn đó là cái cọng dây điều khiển 6 ruột bên trong. Thì cái cọng dây này nó điều khiển 6 ruột thì nó để nó khiển cái gì? Chút xíu mình nói, nó sẽ khiển volt ampere trên cái mặt tiền này nè. Nó sẽ khiển volt ampere trên đây nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ kết nối cái dấu cộng vô trước ha các bạn ha. Mọi người chú ý, mình làm review rất là kỹ lưỡng và cặn kẽ từ ly từ tí vậy đó. Nó video nó có thể nó dài nhưng mà nó sẽ đầy đủ ý nghĩa hơn. Nó giống như một cái video hướng dẫn vậy luôn. Đó, thì cái bộ phận thứ hai trong cái bộ dây điều khiển này nè là cộng cáp hàng. Cộng cáp này nó có tùy theo, ví dụ có người hàng dây 1 ly 2 thì xài cáp 50 ly vuông, còn hàng dây mà 1 ly 6 á, thì chúng ta sẽ xài cáp 70 ly vuông. Thì trường hợp này là mình đang gắn cộng cáp 50 ly vuông. Lý do anh khách này ảnh sẽ hàng toàn bộ là dây 1 ly 2. Và bên đây là chúng ta buộc lòng phải kết nối vô cái dấu trừ. Dấu trừ này là gì? Dấu trừ này là chúng ta cũng có một cọng kẹp mát dài 3m nguyên mang cấp 50 ly vuông, và mình cũng đang cho theo cho quý khách hàng. Thì mình đang cố gắng review cho nó lẹ để mọi người nắm được ý. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái dấu trừ này vô, tức là cái kẹp mát đó quý khách hàng. Mình kết nối vô cái cọc trừ của em nó. Dặn nhẹ nhàng tình cảm em nó vô. Rẹt 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 vô. Đây là mình kết nối dấu trừ. Quý khách hàng thấy không? Xong, dặn lại. Như vậy là đã xong. Thì kẹp mát chúng ta sẽ dùng để kẹp vô cái vật tư hàng. Rồi con rùa này thì chúng ta sẽ để dùng để lắp dây hàng. Đó, mình đang để tạm thời để nằm. Và bước tiếp theo chúng ta còn một bộ phận nữa trong cái dây điều khiển này, chính là cái ống dẫn khí. Tại sao có ống dẫn khí này? Ống dẫn khí này là khí CO2 bảo vệ. Thì nó sẽ đi từ chai khí và nó đi thẳng lên con rùa trên này. Nó đường đi của nó sẽ đi một cái đường như thế này. Nó đi từ đây. Nó sẽ đi miên man lên tới trên này. Đây, đường ống khí của nó. Rồi cái đường khí mình vừa trong cái bộ dây điều khiển đó thì chúng ta sẽ cắp vô đây. Tạm thời mình không xài cổ dê nha mấy bạn, nhưng mà nó cũng đang rất là chắc. Mình đã lắp đặt xong xuôi bộ rùa rồi đó. Đây là toàn bộ quá trình. Còn một cái nữa quý bạn chú ý luôn, cái cọng dây điện nguồn của máy 500 này là mập miên man và dài 3m, thì mình cũng sẽ kết nối điện 3 pha. Đây là dây để mình nối đất thôi, nó nối tê vô vỏ rồi mình kết hợp pha L1, L2. Và cuối cùng là L3. Rồi, bây giờ mình sẽ mở điện nguồn. Và ở sau đít nó cũng có một cái CB nguồn 3 pha. Và chúng ta sẽ tiến hành mở nguồn em nó liền. Đây, chỗ này mình đã mở nguồn rồi. Bây giờ mình cũng sẽ mở nguồn chỗ này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lên phía trước để chúng ta sẽ thấy được rằng là máy đã được khởi động rất là rực rỡ lòng em. Đó, mọi người thấy rồi đó, máy đã khởi động lên rồi. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ lắp một cái cuộn dây hàng 15kg vô, 1 ly. Rồi, cái này mình đang gắn rảnh 1 ly 2. Thôi mình sẽ lấy cuộn dây ly 2 trong công ty có sẵn đi.
Rồi mình sẽ lấy cuộn dây 1 ly 2, mình sẽ nhẹ nhàng mình sẽ bỏ nó vô. Mời tất cả mọi người theo dõi nha. Mình thả làm sao để cho cái lỗ này nè nó ăn vô cái cần này nó mới đúng chuẩn của nó. Rồi thả nhẹ nhàng vô. Rồi nó vô rồi, chắc chắn nó sẽ lọt vô đây. Rồi gài cái này lại nhẹ nhàng qua đây. Đây là toàn bộ quy trình và mình review con máy này đó, khách hàng thấy không? Mình phải mở bao tay này, cái này nó đang bị dướng quá mình khó làm quá. Rồi mình sẽ đẩy nó qua, mọi người coi nè, bao tay đó là mình nó không có ôm sát cái tay mình, không có làm cái việc như vậy được. Rồi xong rồi đó, dây nó lú ra ngoài rồi quý hàng thấy không? Rồi gài cái cần đè dây này lại, chúng ta sẽ đi vô thực hiện lắp cái súng cuối cùng nữa là sẽ đi hàng mít thôi. Gài cái này vô đó, mọi người thấy mình đang để nằm để mọi người hình dung rõ như vậy. Rồi phụ kiện tiếp theo của con máy 500 xịn hào này nữa, chúng ta sẽ có một cái cây súng của hãng Nọt xịn hào đó. Thì phụ kiện quý hàng thấy là mình vừa cho đó, đây này, hai bánh nằm trong máy rồi, hai bánh bỏ trong cái bịch này đó. Cái nãy là cái phần đó là mình tính thử dây 8 gem thôi, chứ còn cái bánh, cái dây, cái bánh mà 1 ly ly 2 nằm trong này bao gồm 10 cái chụp khí, xin lỗi, 3 cái chụp khí, 10 cái bét này. Đây là phụ kiện cho theo vòng cây súng Nọt rất là xịn hào. Và bây giờ mình đi tiến hành dựng con rùa lên và mình sẽ đi lắp cái máy này liền. Và mình có tặng thêm cho quý hàng một cái nón hàng Eagle của Đài Loan. Bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng mình đưa cây súng vô nha quý hàng. Dây nãy mình đưa ra rồi, đưa nhẹ nhàng đưa vô. Nó lọt cũng giống như những máy khác thôi, nó có cái khắc nè, thấy không? Rồi mình sẽ cho nó qua ngay cái chỗ con lục giác nào đó, quý hàng nhớ đẩy sát vô. Rồi chúng ta siết nó lại, mình sẽ siết cái chỗ cần đè súng này, siết siết chặt lại. Nó có con lục giác nằm chỗ này nè, nhìn thấy không? Rồi siết chặt em nó lại, rồi siết thật là chặt nha đó. Súng 500 ampe bana nó là vậy đó. Đây là đường dây khí của nó, mình sẽ gắn đường khí vô xong. Còn đây là cái dây hai ruột để mình gắn lên là nó điều khiển cái cò súng hàng mít đó các bạn. Đây nè, dây hai ruột nè, nó mình đang gắn đường khí rồi. Súng bana cấu tạo nó vậy đó. Còn đây là dây điều khiển cò súng, cắm vô dẫn này lại. Rồi mình đã thực hiện xong, bây giờ mình chỉ cần nhẹ nhàng quý thằng nhìn ha, siết cái này lại thêm hai vòng đó. Rồi để cho nó đè tăng đưa cái cần đè dây xuống. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn để cho dây nó chạy ra súng nha quý thằng nha. Rồi bắt đầu quay nè, mọi người thấy nhấn nút này là nó sẽ quay. Rồi dây chắc chắn nó sẽ chung ra cái súng đằng kia. Rồi bây giờ mình lôi nhẹ cái súng lại nha quý thằng ha. Đó, mọi người coi mình lôi nhẹ cái súng về, dây nó đang chạy trong này nè, nó sẽ chung ra đây thôi. Đó, nó đứng lại là đó, nó chung ra luôn rồi nè các bạn thấy không? Rồi chạy rất rét ra. Đây là quá trình mình cho ra dây. Rất là kỹ lưỡng, lúc này lúc nó in chinh. Và cái máy của chúng ta cũng sẽ điều khiển volt ampere trên con rùa này luôn. Và mọi người chú ý đây. Và mọi người sẽ nhìn luôn nha, mình sẽ bê cái máy rùa lên kế chỗ này chút xíu để mọi người sẽ thấy cái sự chỉnh xịn hào của con máy 500 ampere này. Đây, chúng ta sẽ có cái chức năng này, mình chỉnh đây. Là mọi người chú ý là mình xe đây là nhỏ nhất 12V nè. Đó, chỉnh nút volt đây thì nó hiển thị trên nè. Nói là không? Maximum là 50V. Rồi, minimum nè là 20A. Maximum nè là 500A. Thì máy này nó mình đã lắp đặt xong hết rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô review mặt tiền của cái máy hàng này. Thì trên máy hàng này nó sẽ hiển thị như thế này. Đồng hồ bên này hiển thị ampe, đồng hồ bên này hiển thị volt. Volt hàng đó nè. Bên này là chúng ta sẽ chọn chức năng là 2T, 4T và dưới này là hàng điểm. Nói lại lần nữa, 2T, 4T, hàng điểm. Bây giờ mình sẽ vô 2T. Và bên này là cái tam giác để chúng ta chỉnh chọn chế độ dây. Cụ thể nãy mình lắp dây ly 2 thì mình sẽ di chuyển lên đường kính dây 1 ly 2. Rồi mình đang sử dụng khí CO2 bảo vệ thì mình sẽ chọn khí CO2 bảo vệ. Còn mình chọn mình hàng inox thì mình sẽ chọn khí hạt gông, 80% khí hạt gông. Nó có ghi nè, 80% khí hạt gông bảo vệ là để mình hàng inox. Bây giờ mình sàn sắt cho nên mình chọn CO2. Rồi cái bên này là cái nút để chúng ta chuyển chế độ mic và que. Nói ra ha. Đó, mic và que. Còn cái nút này là chúng ta check khí. Nào các bạn thấy nè, mình đã bắt đầu mình check khí nha. Check khí. Mình sẽ mở chai khí và mọi người sẽ thấy nè, mình nhấn cái nút này thì nó sẽ check khí ra nè.
Đó, khí như vậy là chưa đủ, tại mình hàng đồ dày cho nên mình sẽ chỉnh lên cao miếng nữa. Rồi, bây giờ mình buông ra nó sẽ ngắt rồi. Đó, đó là nút check khí, rất là rực rỡ lòng em. Rồi bây giờ đơn giản thôi, các bạn, mình sẽ lấy cái rồ phai ra. Thì đây là dòng máy công nghiệp rồi, nó hàng có độ dày cao lắm. Nó hàng dày cỡ 50 ly á, trong ngành đóng tàu là khách hàng mình xài cái này rất là nhiều hết các bạn. Ngành đóng tàu khách hàng mình xài cái này nhiều. Thì bây giờ mình sẽ để ở những cái vật tư nó nằm tút tút ngoài này để mọi người mới làm được, mới coi mình hàng được. Thì chúng ta sẽ đi chỉnh như thế này thôi, đơn giản lắm. Mình mượn miếng sắt này mình làm cái bàn hàng đi. Mình sẽ để lên cái bàn hàng. Đây. Nó súng nọt xịn hào. Nếu mà thấy súng nọt USA nè. Đây mình sẽ kéo nó ra. Đây là nọt USA. Này các bạn thấy không? Nói cái súng này không là 1.2 triệu, ấy 1.4 triệu đó các bạn. Rồi. Xong. Thì bây giờ để hàng mấy cái miếng sắt. Hồi nãy mình có cắt lát ma bằng 60cm, là miếng này 8 ly. Thì chúng ta sẽ chỉnh thông số rất đơn giản. Và chúng ta chỉnh dày nào cái này. 8 ly đó thì mình sẽ đặt cái vôn này tầm khoảng chừng 20V đi. Nó là 20V. Đó, mình đặt trước được 21V đi. 21V 5. Rồi. Ampe thì 8 ly mình để chừng tầm là 160 ampe. Rồi, mình đã đặt 160. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ hàng ở trạng thái 2T. Một đường hàng cho tất cả quý hàng coi liền. Thì cái cọng kẹp mát ngay đầu video mình có nói rồi đó. Mình sẽ gắn ở bên dấu trừ rồi. Cáp thì 50 ly vuông xịn hào. Mình sẽ đi kẹp vô cái bàn hàng này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hàng liền cho tất cả quý hàng coi. Đường đầu tiên là mình sẽ hàng vô cái góc này đi hai quý hàng ha. Rồi. Mình bon em nó. Mời tất cả quý hàng theo dõi nha. Mình sẽ bon một cái ở trạng thái gọi là 2T trước nha. Bon. Đó, mình chỉnh nhẹ nhàng vậy là được ha. Rồi bon. Đó, rất là xịn hào đúng không ra. Bon. Đúng ra hồi nãy mình đeo bao tay. Tại mình làm con máy 500 này nó nóng lắm. Cho nên phải đeo bao tay. Bao này cũng chưa đủ bảo vệ. Nó phải đeo cái bao da mà thôi kệ. Vì khách hàng mình chịu khó chút đi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành hàng mít liền ở đoạn này cho mọi người coi nha. Rồi hàng là 8 ly ở trạng thái gốc. Mời tất cả mọi người theo dõi. Rồi vô. Hàng liền nha các bạn. Mình sẽ hàng gốc này 8 ly vô. Các bạn thấy máy nó dễ chỉnh không? Chỉ cần chỉnh đặt dòng, đặt điện áp là nó sẽ chạy miên man như vậy đó. Nếu mà quý hàng muốn hàng 50 ly thì chúng ta cũng chỉnh volt cao lên, ampe cao lên là chúng ta sẽ hàng được thôi. Xong. Đó, đây là mình thực hiện cái đường hàng 8 ly. Đó. Rất là tuyệt vời, thấy không các bạn, thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình hàng cái mặt bên này cho tất cả quý hàng coi. Ha, rất là rực rỡ lòng em. Vô. Tiếp tục hàng một đường nữa. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. Mít 500 mà chỉnh nhẹ nhàng tình cảm mà hàng tốc độ rất là nhanh quý hàng, thấy không? Hàng cộng dây 1 ly 2 trên dây súng mập như heo luôn. Đây là mình hàng sơ sơ đồ dày 8 ly thôi. Đó, chúng ta đã thực hiện xong đường đồ dày 8 ly. Đó. Rất là chuẩn, trời cũng đã tối rồi. Thì bây giờ mình sẽ cũng sẽ là nối một trường đường trên mặt phẳng ở trạng thái 2T cho tất cả quý hàng coi nha. Mình sẽ nối một trạng thái 2T. Vô. Đó, mình hàng cái góc này. Đây là thực ra con máy này nó hàng đồ dày lắm nè, quý hàng thấy độ ngấu nó khủng khiếp không? Đó, mình muốn con hàng lớn nữa thì mình sẽ đi chậm chậm lại. Thì bây giờ mình sẽ ghép một cái đường này cho mọi người coi chơi. Nha, đó. Đây mình sẽ ghép cái đường này. Đây là hàng trên mặt phẳng ha quý thằng ha. Rồi mình sẽ bật lên 4T nha. Bây giờ 4T. Rồi, máy này nó có chức năng hàng điểm nữa. Chút xíu mình sẽ hàng điểm cho quý thằng coi. Nó sẽ hàng y như dãy cá vậy đó. Nó sẽ nhịp 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 đó. Rồi bây giờ mình sẽ hàng cái đường này cho tất cả quý thằng coi. Cắt cái cọng dây này đi. Hồi nãy mình nguyên lại nó hơi dài. Rồi mình sẽ tiến hành hàng.
4T nha. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. Mình buông cò rồi đó. Cái hàng thấy máy 500 nó hàng ngọt như mía lùi không? Nên là mình đang hàng đồ mỏng mỏng thôi đó. Thường mấy máy 500 này là người ta xài trong ngành đóng tàu không? Đó. Xong. Đây là trạng thái 4T. Và mình hàng trên mặt phẳng. Đường hàng khủng khiếp không quý hàng? Thấy khủng khiếp không? Đó. Đây. Xong. Mình sẽ nói một đường nữa rất là rực rỡ lòng em cho quý hàng coi. Mình sẽ nói hai miếng sắt này ở trạng thái là trồng mí đi. Đây, mình sẽ trồng mí cái thằng này. Mời mọi người theo dõi nha. Mình cắt hết ra, mình chưa gõ đầu này. Mình gõ sỉ ra xong mình sẽ rút luôn. Đây, rồi. Bây giờ chúng ta đóng tàu, thỉnh thoảng chúng ta cứ hàng theo cái kiểu trồng mí như thế này. Đại loại là như vậy. Mình sẽ trồng thằng này lên thằng này. Tay mình luyện thiết sa trưởng này. Ghê rồi. Bóc vô. Là nó sẽ bốc khói luôn. Bon. Máy rất là xịn nào. Bon. Thường trong ngành đóng tàu chúng ta sẽ làm những cái đồ hạng nặng như thế này. Cho nên hôm nay mình làm cái review rất là kỹ về con máy 500 này. Rồi mời tất cả quý hàng theo dõi, mình sẽ hàng ở cái kiểu trồng mí nha. Của máy 500 xăng vô xịn hào. Mời tất cả mọi người theo dõi. Vô. Thực ra mình không phải thợ hàng gì đâu, nhưng mà những cái thiết bị mình bán nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái công ty mà chúng ta cần là thiết bị ngon, nhưng mà thợ hàng thì cũng thường thường thôi. Thì nhờ cái thiết bị tốt này thì khách hàng sẽ làm công việc nó hiệu quả hơn rất nhiều. Thường trong ngành đóng tàu nó cũng có những cái mối kiểu hàng trồng mí như thế này nè, hoặc trong cuộc sống và trong kết cấu thép và trong chế tạo máy đều cũng vậy. Hàng quá trời hàng. Cái khúc cuối này mình đi chậm quá nó bị chảy nhiễu nhão luôn, các bạn thấy ghê không? Hàng khủng khiếp không? Mai là mình để có 161A 21V5 thôi đó. Hàng tới đâu là nó ghiền tới đó. Thấy các bạn thấy một con máy xịn hào không? Rồi thêm một cái chức năng hàng điểm biểu diễn chơi cho mọi người coi cái thôi nha. Điểm có nghĩa là nó sẽ giật vậy nè. Nó có thời gian hàng, thời gian nghỉ. Đó. Hôm nay chắc không có mở ruột ra được rồi. Hôm nào đi, di chuyển xuống chức năng hàng điểm. Thì nó có chỉnh thời gian hàng, thời gian nghỉ chỗ này nè. Để mình ra mình hàng cho mọi người coi cái nha. Mình sẽ bóp cò. Nó sẽ hàng nghỉ nè. Đó. Đó. Mình đang bóp cò, giữ cò luôn. Y chang hàng tích lạnh vậy đó. Này gọi là mít lạnh nè. Mình hàng đường bên ngoài cho mọi người coi cho vui nha. Bóp cò là nó tự hàng nè. Ta để ý cái tay mình. Cái này mình cho thời gian hàng nó ngắn quá với đàn, hiểu không? Bây giờ mình sẽ cho thời gian hàng nó dài ra một chút. Nó dài ra một chút thì nó sẽ mối hàng nó dài hơn. Để mình cho thời gian nghỉ nó ngắn mà thời gian hàng cũng ngắn luôn. Vô nè. Đó nè, đó, đây là thời gian hàng dài ra rồi đó. Đó, đây là chức năng hàng điểm. Đó. Hàng dài mà nghỉ cũng dài luôn. Đó. Nó thấy bóp còn lần là nó sẽ tự hàng cho mình vậy đó. Nếu quý thằng thấy tay mình bóp cò nhưng mà nó sẽ hàng kiểu đó đó. Thì mình cho thời gian nghỉ nó ngắn lại thì nó sẽ tạo ra dãy cá rất là đẹp. Rồi xong. Đó là chức năng hàng điểm. Háo thằng ha. Rồi thì trọn bộ một con máy này thì mình đang bán giá cũng rất là rẻ quý thằng ha. Giá chỉ có là cáp thì dài 5m miên man, súng là súng nọt xịn hào. Đó, súng là súng nọt xịn hào. Và cáp 50 ly vuông bằng đồng. Và giá nó chỉ có là 26 triệu 500 đã bao gồm 8% VAT. Đó, đây là giá mình đang bán trọn bộ với những cái đồ cho rất là xịn. Súng nọt, một đôi bao tay da. Đó.
10 cái bát hàng, 3 cái chụp khí, 4 bánh xe dẫn dây, một cái bộ nguồn 500A dòng thật đàng hoàng chứ không phải là đồ gian dối mập mờ. Đó, đây là hôm nay mình review về dòng máy này mà mình không có kịp để thôi, để mình cũng sẽ mở luôn bà cái ruột cho mọi người coi cái đi. Đó là ha. Mở cái ruột cho mọi người coi phát luôn cho rồi liếc sơ qua cái. Đây là công nghệ inverter rất là chuẩn mực bây giờ. Rồi, bây giờ mình sẽ cúp điện nguồn và mọi người chiêm ngưỡng sơ cái ruột nó cái thôi nha. Rồi mình sẽ khép video lại. Đó là ha. Rồi mình mở rất là nhanh để coi mặt bên này thôi là thấy xịn hào rồi. Rồi đó, mình vừa mở ruột rồi đó quý thằng ha. Mọi người coi cái đi ha, cái mặt bên này là mặt diode ngõ ra, phần trên là bo điều khiển đó. Còn mặt bên kia là quý thằng thấy rồi đó, là xài một cặp IGBT khói đó. Rất là xịn hào. Rồi bây giờ trễ rồi, mình xin phép dừng video. Chúc quý thằng có một ngày thật đẹp và thật an bình. Xin thân ái chào tạm biệt.